Anh kể cho em một nghe một câu chuyện thực tế của anh. Dạ. 18 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học ngoại thương, anh có làm một công ty trước đó Nestle, thì sau đó anh về FPT. Nói chung mình bằng cấp cũng xịn, cũng tạm được ha. Dạ. Nhưng thời điểm đó anh có ý định nghỉ việc. Vào làm xong 1 2 tháng anh có ý định nghỉ việc. Vì nó liên quan đến hồi nãy câu chuyện em nói là đi giao hàng. Anh vào thì lúc đó là anh đi từ bộ binh mà, anh làm kinh doanh xong anh lên trưởng nhóm, lên trưởng phòng, phó giám đốc, lên dần dần. Thời điểm đó thì cái đội ngũ rất là ít. FPT mới đặt chân vào câu chuyện là làm kinh doanh sản phẩm Nokia. Ủa, mình nghĩ là mình học trường cũng xịn, bằng cũng ngon, kiến thức cũng ấy, cũng làm nhiều cái đề tài nghiên cứu. Sao vào đây thì thứ nhất là hoạt động sale bán hàng nó không như mình nghĩ lắm. Không phải đứng thuyết giảng, thuyết trình thao thao bất tuyệt. Và rồi mình phải đi dán tem trên từng cái máy điện thoại và phải đi giao hàng. Thì anh nhớ hoài một cái kỷ niệm, lúc đó là anh đi giao từ đường Sư Nguyệt Ánh, thời điểm đó văn phòng đó. Anh vừa là sale, anh chốt đơn hàng đã rất khó rồi. Đi giao hàng, một cái thùng điện thoại 200 mấy. Thời điểm đó đi xe máy, giao qua quận 11 thì đang đi trên đường, trời nó mưa. Khách thì họ điện họ chửi, đại lý lớn á, tóm lại tao không biết mày giao kiểu gì, đúng giờ đúng hẹn đây cho tao, rồi sao em đi giao được, trời mưa, em nghĩ có anh giao kiểu gì. Thế thì khi anh đến nơi giao anh còn nhớ hoài à, anh đến anh giao tận kho thì một cái bạn thủ kho đó nhìn thấy anh tội nghiệp quá, bạn mang một cái hộp cơm ra, bạn cho ăn, mà lúc đó anh ăn anh vừa vui mà anh cũng vừa ức chế lắm. Mình nói chung học hành ngon lành xong mình làm công việc này, thì em biết anh đi giao kiểu gì biết không, trên xe anh có một cái áo mưa, anh lấy nguyên cái áo mưa để anh trùm cái thùng điện thoại, mặc dày tay bỏ vô quần áo sơ mi lịch sự hơn giờ à, và anh mua thêm cái áo mưa nữa, anh trùm cho nó kín, nhưng mà không phải trùm anh, trùm kín cái thùng điện thoại đấy, và anh giao đến tận nơi đúng hẹn cho người ta, người ước từ đầu đến chân thì cũng ức chế vậy. Sau đó về nào gửi cái mail xin nghỉ việc, em học bằng cấp A B C D E thành tích học làm thế này thế, nhưng sau đó sếp gọi và chửi vô một trận, thì anh mới hiểu là mình phải đi từ những cái việc nhỏ như thế. Thì quay về câu chuyện hồi nãy em nói, trời mưa,